Truyền tình bất ngờ của vợ chồng thái tử Đan Mạch. Cô gái Mary Donaldson, xuất thân từ gia đình thường dân Úc trở thành người của hoàng gia sau khi gặp thái tử Đan Mạch trong một quán bar ở Sydney. Cặp đôi kết hôn năm 2004 và nay đã có với nhau bốn người con. Hai người ban đầu không hề biết nhau cho đến khi vô tình gặp gỡ trong một quán bar ở Sydney, Úc. Cô Mary Donaldson khi đó đang là một giám đốc tiếp thị, có cuộc trò chuyện tình cờ với thái tử Frederik trong quán rượu Slip bên bến cảng Trà Linh vào tháng 9 năm 2000. Quán bà khi đó trượt kín người đến từ khắp thế giới để xem Olympic. Điều gì đó đã xảy ra, nó không phải phóng hoa trên trời hay cái gì tương tự, nhưng có một cảm giác phấn khích. Công nương Mary nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí vào năm 2005. Ban đầu thái tử Frederick chỉ giới thiệu tên ngắn gọn là Fred. Nên một lúc sau Mary mới nhận ra cô đang trò chuyện với thái tử kế vị của Hoàng gia Đan Mạch. Lần gặp đầu tiên, chúng tôi bắt tay, tôi không biết anh ấy là thái tử Đan Mạch. Nửa giờ sau ai đó đến chỗ tôi và nói, cô biết những người này là ai không? Công nương Marie nói trong cuộc phỏng vấn. Trong hai năm đó, hai người tìm hiểu nhau khi ở hai nơi xa cách và dưới sự soi xét của báo chí. Cô ấy biết và yêu Frederick như một người đàn ông không phải một thái tử. Chris Mihan, một người bạn của công nương Marie kể với tác giả của cuốn sách Mary crown Princess of Denmark Năm 2002, Marie chuyển đến Copenhagen, cải đào và học tiếng Đan Mạch. Hai người tính hôn năm 2003 và kết hôn sau một năm tại nhà thờ Copenhagen. Lễ cưới cũng được tổ chức ở Sydney và nhiều băng rôn được căng bên ngoài quán bar nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Người ngạc nhiên nhất với tình yêu hoàng gia lãng mạn này có lẽ chính là công nương Marie. Tôi không nhớ trước đây mình có mơ ước trở thành công chúa, tôi chỉ thích trở thành bác sĩ thú y. Công nương cho biết. Olympic là một sự kiện đặc biệt đối với tình yêu của hai người. Họ cùng dự Thế vận hội Athens năm 2004, chỉ vài tháng trước lễ cưới. Họ cũng dự Thế vận hội Turin năm 2006, Bắc Kinh năm 2008, Vancouver năm 2010, London năm 2012, Sochi năm 2014, Rio năm 2016. Năm 2009, Thái tử Friedrich được giới thiệu vào Ủy ban Olympic Quốc tế. Đây không phải là cặp đôi duy nhất của hoàng gia xứ Scandinavia tìm thấy tình yêu ở Olympic. Nhà vua Thủy Điển Carl Gustav cũng gặp hoàng hậu Sivia tại Olympic Moniz năm 1976, nơi bà đang làm thông dịch viên cho Ủy ban Olympic Quốc tế. Vợ chồng thái tử Đan Mạch có bốn người con, hoàng tử Christian, công chúa Isabella đều 15 tuổi và cặp song sinh của hoàng tử Vincent và công chúa Josephine 11 tuổi.